sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Ba người con gái của Lương Phu Nhân. Tựa tiếng Anh là The Three Daughters of Madame Lương. Tác giả Fern Buck. Phát hành năm 1969. Dịch giả chưa rõ. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 4. Diễm không nói gì nữa. Nàng thừa hiểu rằng cuộc sống của mẹ nàng không thể thiếu vắng cái đẹp. Không những nàng chỉ tưởng tượng ra mẹ nàng sống vất vưởng trong cảnh khốn khổ và xấu xí, mà nàng còn nghĩ rằng trong trường hợp ấy mẹ nàng có thể chết đi được. Bà khéo chiều chuộng cái thói sành ăn của các khách hàng quan trọng, nên vẫn đủ sức giữ vững cái nếp sống sang trọng cần thiết cho cuộc đời của bà. Bà đã nắm vững họ, nếu không bằng tình cảm thì ít ra cũng bằng cái bao tử. Và yếm thế một cách tế nhị, bà nghĩ rằng đó là phương cách tốt nhất. Một người đàn ông có thể bỏ rơi hết người đàn bà này đến người đàn bà khác, nhưng một người sành ăn chính cống không thể nào bỏ qua các món mình ưa thích được. Vũ Chu hiện ra ở ngưỡng cửa. Bẩm thái thái, có ông bộ trưởng Tàu đến ạ. Vũ nói to để chủ hiểu rằng vị khách đã có mặt trong hành lang ngay sau lưng Vũ. Lương phu nhân đứng dậy, mời ngay vào phòng khách. Rồi quay sang con gái, bà nói, con cảm phiền nhé. Xin mẹ cứ tự nhiên. Diễm đứng dậy đi ra giường. Lương phu nhân bước vào phòng khách, vị bộ trưởng liền đứng dậy và bà khẽ nghiêng mình chào. Bà ngồi xuống và đợi khách lên tiếng. Đã từ lâu bà học được cách không mở đầu câu chuyện trước khi người đối thoại là một chính khách. Thật vậy, bà chỉ muốn xem ông là một nhân vật như thế nào, và không muốn nhớ lại cái ngày tươi đẹp mà bà đã gặp ông lần đầu tiên tại Đại học Bắc Kinh. Với tuổi xuân phơi phới và sinh lực dồi dào, đối với bà, ông là người đẹp hơn hết mọi người đàn ông mà bà quen biết. Bây giờ mặc dù đã qua tuổi thanh xuân, nhưng ông vẫn còn đẹp, luôn luôn vẫn là người đẹp nhất. Ông lên tiếng, tôi xin lỗi đã đến quá sớm. Lương phu nhân khẽ nói, trông ông không được khỏe. Ông mỉm cười, tôi thật vụng về không biết che đậy. Đúng vậy, tôi không được khỏe. Ông bệnh à? Đúng ra không phải là bệnh, đó là tất cả, nhưng lại chẳng phải là gì hết. Công việc đè nặng lên vai tôi. Quả thật ông có nhiều trách vụ. Ông khẽ nhíu đôi mày rậm và đột nhiên ông dùng tiếng Pháp để nói chuyện. Thưa bà, chắc bà chưa quên tiếng Pháp. Chúng ta cùng học sinh ngữ này tại Paris với Paul Joriot, bà còn nhớ chứ? Bà đáp lại cũng bằng tiếng Pháp. Tôi còn nhớ hết. Ông tiếp, cửa sổ phòng học trông ra các vườn cỏ bát ngát, có một cây liễu rất xum xê. À, hình như có một hồ nước nữa thì phải, với những con cá vàng béo mập nữa. Có một con trông giống giáo sư của chúng ta, với bộ râu mép vểnh hai bên. Thế ra bà còn nhớ hết. Vậy thì tôi xin tiếp tục. Tôi muốn nói rằng bà nên cảnh giác con gái bà. Thưa, cảnh giác về vấn đề gì kia ạ? Bà cần gì phải hỏi tôi, bà thừa hiểu mà. Thế ra ông cũng không muốn nói rõ chi tiết. Dĩ nhiên, biết đâu tai vết mạch rừng lại có người hiểu được tiếng Pháp. Nhưng ông có đủ can đảm che chở cho con tôi mà. Thôi, xin hãy nói cho tôi biết, tôi phải cảnh giác con tôi về vấn đề gì. Ông do dự đưa mắt nhìn quanh, rồi hạ thấp giọng xuống, nhưng vẫn dùng tiếng Pháp và nói rất nhanh. Ít nhất bà hãy khuyên con bà, trong một thời gian dài hãy cứ nghe thôi. Cô ấy đã sống lâu năm bên Mỹ nên có thói quen diễn tả tư tưởng mình một cách tự do. Tôi không bảo rằng tuyệt đối cô không nên nói gì ở đây, nhưng cô hãy nghe xung quanh cô xem người ta đã nói gì đã. Sau đó cô sẽ hiểu là nên nói gì và nói theo cách nào. Có thể là, ồ, tôi biết nói sao đây. Là, như thế là có những tiếng dùng làm mật hiệu. Dùng những mật hiệu này là yên trí nhất. Người ta sẽ chỉ trích nếu cô ấy không biết dùng những mật hiệu đó. Chúng tôi kỳ vọng nhiều vào cô ấy nên không muốn để cô ấy phạm vào một lầm lỗi tai hại. Xin bà hãy giúp cô ấy tránh sự lầm lỗi đó. Ông nói rất nhanh và linh động. Bà chăm chú ngồi nghe để không quên sót một câu nào. Bà nói, tôi hiểu. Mắt trong mắt, họ nhìn nhau một lúc hàm chứa biết bao kỷ niệm. Một hôm vào cái thời xa xưa đó, Tào Chân đã ngỏ lời cầu hôn với cô bạn sinh viên của mình.
dù rằng theo thói tục của xứ sở, chàng đã được cha mẹ đính hôn với một cô gái khác ngay từ hồi còn bé. Tuy vậy nàng có thể trả lời bằng lòng ông nếu nàng không gặp Chen mấy tháng trước. Lương phu nhân còn nhớ mãi lời cầu hôn ấy và vẻ đẹp thật hấp dẫn của chàng thanh niên. Nhưng tiếc thay, chàng đến quá muộn. Sau khi bị từ chối, Tào Chân đã đột ngột rời Paris sang Nhật học. Nhiều năm sau khi họ tái ngộ, bà hỏi ông về cái nước láng giềng ấy mà giờ đây đang là mối hăm dọa cho đất nước mình. Nước này sau Thế chiến thứ nhất đã chẳng nhận được những tô giới trước đây của nước Đức là gì. Họ đã đặt chân lên lục địa Trung Hoa. Và Lương phu nhân nhớ lại lòng oán hận người Mỹ của bà vì họ đã không làm gì hết để ngăn cản điều này tại cuộc hòa hội. Phải, bà vẫn nhớ đến lời cầu hôn đó, nhớ lời từ chối của mình, và nhớ luôn cả những giờ phút đáng ghi nhớ trên quãng đường ngắn ngủi của đời họ. Họ đang ở trên đường phố Paris dưới bóng một cây dẻ, và chàng đã có thể ôm nàng vào lòng, hoặc ít ra thì cũng đặt tay lên vai nàng, nhưng đứng sát bên nàng mà chàng chẳng đụng tới. Dầu sao nàng cũng xúc động nghĩ thầm, phải chi không có Chen. Lương phu nhân khẽ nói, ông là bạn tốt nhất của tôi, nhưng... Bà ngẩng đầu lên, ông nhìn bà thật lâu trước khi nghiêng mình cáo lui. Ông hồi hương sau bà 2 năm, trong khoảng thời gian này bà đã kết hôn với Chen. Sau đó họ cũng có gặp nhau nhiều lần, nhưng không bao giờ gợi lại những ngày sống tại Paris. Cái kỷ niệm về quãng đời đã qua của họ đã như một sợi chỉ mong manh, vô hình nhưng bất khả diệt, đã ràng buộc hai người với nhau. Là đàn bà không thể quên được con người đã yêu bà. Bà thành thật tự thú rằng nghị lực của Tào Chân, phong thái đặc biệt của ông ta, khối óc thông minh tuyệt vời của ông ta vẫn lôi cuốn bà như xưa. Tuy nhiên bà biết ông rất cương nghị, cứng rắn đến tàn nhẫn đối với những người phản quốc. Bà có nên kể cho con gái bà biết chuyện này để nó coi như là một lời cảnh cáo hay không? Ông đứng lên. Phải, bà và tôi, chúng ta rất hiểu nhau. Tôi tin rằng mãi mãi sẽ như vậy. Tôi sẽ chăm nom con gái bà và nhất định là không để bà phải lo ngại. Xin hãy chuẩn bị cho con gái bạn nhé. Ông ngừng nói, đôi mắt đen như xuyên vào tâm hồn bà. Tôi vẫn còn là người bạn tốt nhất của bà chứ? Ông hỏi vậy và bà cũng thừa hiểu rằng phần ông cũng không quên bà. Bà biết trả lời sau đây. Vào thời buổi này, một người bạn như vậy mà nguy hiểm thì một kẻ thù như vậy còn nguy hiểm biết bao. Bà đáp, có bao giờ ông sẽ không còn là một người bạn tốt nữa chăng? Họ từ giã nhau sau câu này. Ngay tối hôm đó, tối hôm trước ngày Diễm lên đường đi Bắc Kinh, Lương phu nhân nghe theo lời khuyên của Tào Chân đã chuẩn bị tư tưởng cho con gái bà. Nhằm mục đích đó, bà đã lựa căn phòng khách nhỏ vẫn dành để tiếp khách đàn bà, khóa cửa lại và đặt Diếu Chu đứng canh bên ngoài. Từ xa vọng lại tiếng ồn ào của thực khách, xen lẫn tiếng nói chuyện và tiếng bát đĩa lách cách. Lúc này là giờ đông khách nhất, và Lương phu nhân dẫn cô gái đến tận cửa để cho nàng thấy là căn phòng lớn đã đầy thực khách. Diễm lấy làm ngạc nhiên nói, ồ, vẫn y hệt như xưa. Lương phu nhân liền cự lại, chẳng như xưa chút nào hết. Diếu Chu dọn cơm tối cho hai người tại phòng khách nhỏ, cửa đóng then cài kín đáo này. Sau khi chén bát đã được thu dọn, Lương phu nhân mới nhập đề. Con phải chuẩn bị để chấp nhận một vài sự thay đổi. Con chỉ có thể thực hiện được điều này nếu con nhớ rằng đúng ra chẳng có gì thay đổi cả. Diễm Tư cười đáp, xin mẹ đừng bí hiểm như vậy. Lương phu nhân nhấn mạnh, không, điều này thật rõ rệt. Ngã mình trên chiếc ghế đi văn, bà bận sơ sài một chiếc áo mỏng bằng sa tanh màu hồng nhạt, chân mang giày vải gót thấp. Không ai được nhìn thấy đôi chân trần của bà ngoài Vú Chu. Hồi mới lên năm, trong lúc thân phụ bà vắng nhà vì có chuyện triều đình phải về kinh đô, thân mẫu bà đã bó chân bà lại bằng một cuộn vải trắng nhỏ. Mỗi ngày bà cụ lại siết chặt thêm một chút. Đứa trẻ đau phát khóc lên, không bước đi được nữa, và nước da tái lại như màu sáp. Một vài tháng sau khi trở về, thân phụ bà liền đòi đến thăm ngay đứa con gái độc nhất và cưng chiều của ông. Ông thấy con đang ngồi trên giường, hai tay đang ôm đôi chân đau đớn. Ôi, ông tức giận la hét dữ dội làm sao. Rồi chính tay ông đã gỡ lớp vải bó chân con mình ra. Ông không cầm được nước mắt khi trông thấy đôi chân nhỏ bé của con đã teo lại một cách đáng thương. Ông bồng con trên tay, chạy bổ vào cư phòng của vợ. Ông hét lên, tôi đã chẳng bảo bà là để chân đứa nhỏ được lớn lên một cách tự nhiên hay sao mà bà làm như thế hả? Mẹ bà rất đỗi hoảng sợ lắp bắp,
Cha nó ạ, mình nghĩ thử xem, ngoài người nhà quê ra có ai lấy con gái chân to bao giờ? Điều tôi làm hoàn toàn vì lợi cho con, cho hạnh phúc mai sau của nó. Nhưng thân sinh bà đã gạt bỏ lời biện minh đó. Ông nói: sao bà không nhìn thấy các điều đang xảy ra rành rành dưới con mắt mọi người? Đất nước chúng ta đang trên đường tiến quá mạnh, ngay như tôi đây cũng đã thay đổi. Tôi rất tiếc đôi chân bà chỉ còn là tàn tích của một bộ phận đã khô tốt lại. Bà hãy nhìn bà, thì bà sẽ hiểu tại sao tôi không cho bó chân con gái tôi. Những lời ác độc đó đã làm mẹ bà phát khóc lên. Dầu sao bà cụ vẫn rất hãnh diện có đôi chân nhỏ bé mà những ngón cái được bẻ gập vào lòng bàn chân. Nhưng lời người cha đã đem lại niềm vui và sự tự do cho đứa trẻ. Dĩ nhiên là phải mấy tháng sau cô gái mới lại chạy nhảy được, dù hai bàn chân không trở lại hình dáng tự nhiên. Nhưng lương phu nhân vẫn thích thú là nó có hữu dụng. Nhất là trong những ngày hoạt động cách mạng, bà đã phải cùng Chen chạy trốn từ tỉnh này sang tỉnh khác. Giờ đây để an ủi vì mình có hai bàn chân méo mó, bà luôn mang những đôi giày tuyệt đẹp. Bà nói với con gái: mẹ phải thảo luận với con rất nhiều. Về vấn đề gì vậy mẹ? Về việc chuẩn bị cho con đón nhận sự thay đổi mà thật ra chẳng có đổi thay gì. Xin mẹ hãy giải thích rõ cho con nghe. Con sẽ nhận thấy nhiều sự thay đổi làm con bực mình khó chịu, và con sẽ vùng lên chống đối. Con sẽ buồn giận, con còn sợ hãi nữa là đặc khác. Bao lâu con còn không nhớ rằng chẳng có gì thay đổi cả. Đêm đã khuya, hai mẹ con còn tiếp tục thảo luận. Kẻ hỏi người trả lời: con ơi, con còn nhớ chăng những dòng nước lũ đổ về từ triền núi Lư Sơn xuống và kết hợp dưới chân núi để tràn qua đồng bằng chảy vào sông Dương Tử. Nước lũ dồn ra sông mạnh đến nỗi đã tạo nên những con xoáy dữ dội làm mẹ phải luôn luôn hoảng sợ. Ngay cả những chiếc tàu lớn, nếu không do các tay thiện nghệ lèo lái thì cũng chỉ như một cánh rơm chìm nổi trong làn sóng cồn mà thôi. Trường hợp đất nước chúng ta bây giờ cũng như vậy. Bà ngừng nói trong giây lát rồi lại nói tiếp với giọng mơ hồ: phải lèo lái con tàu qua khỏi những xoáy nước cùng những đợt sóng cồn ấy, và đừng bao giờ quên rằng xoáy và sóng cùng chung một thứ nước. Sau một hồi yên lặng lắng nghe, Diễm lên tiếng: thưa mẹ, tại sao mẹ lại yên lặng như thể là mẹ tán đồng vậy? Thay vì trả lời, lương phu nhân mở một cái rương có khóa, lấy ra một cuốn sách bọc trong một vuông lụa điều. Bà lật nhanh mấy trang sách và đọc: người quân tử hành động theo những đức tính mình đã rèn luyện được. Họ có thể chịu đựng được mọi thử thách trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu họ sống ẩn dật thì điều này có nghĩa là cuộc đời của họ không được ai hiểu đến. Và nếu họ hành động thì cũng chẳng đạt được kết quả gì. Trong trường hợp này, người quân tử không hành động. Bà lật qua mấy trang khác rồi đọc tiếp: người quân tử có một khả năng giáo huấn bất tận, lòng tha thứ và lượng bao dung của họ đối với dân tộc thật vô biên. Bà gấp sách lại, gói vào vuông lụa điều, rồi cất kỹ vào rương. Người hướng đạo nói: bao lâu cô còn chưa kiếm được chỗ cư ngụ vừa ý thì xin cô cứ ở lại đây. Còn như nếu cô thích căn phòng này, cô có thể ở bao lâu cũng được. Diễm đưa mắt nhìn căn phòng rộng rãi trải thảm xanh, trong đó kê một cái giường lớn, một bàn viết kiểu tàu và hai ghế bành bọc sa tanh màu xanh đậm. Nàng nói: tôi thấy căn phòng này có vẻ thoải mái. Có lẽ sau này tôi cũng muốn có một ngôi nhà nhỏ tại Bắc Kinh, bên một con đường nên thơ nào đó. Người hướng đạo toét miệng cười để lộ ba cái răng vàng. Hắn vừa nói vừa đưa tay lên đẩy một cánh cửa với điệu bộ như để khoe khoang: đây là phòng tắm, về mùa đông cô sẽ có nước nóng và than sưởi. Bây giờ thì hai thứ này chưa thật cần thiết. Ồ, thật dễ chịu, người hướng đạo nói với một vẻ tin tưởng giả tạo. Chúng tôi hy vọng cô sẽ được thoải mái trong căn phòng này. Diễm tiến tới một khung cửa kính lớn, vén tấm màn lên. Màn đêm đã buông xuống, đây đó thấp thoáng ánh đèn. Dần dần khắp thành phố trông giống như một bản đồ sáng chói trải rộng dưới chân nàng. Diễm hỏi: cái nhà đồ sộ kia là nhà gì? Cô muốn hỏi cái nào, tháp Chính Minh hay tòa nhân dân đại sảnh? Tôi đã nhận ra cái tháp nơi lối vào thành phố, nhưng khi tôi đi qua đây lần chót chưa có tòa nhân dân đại sảnh. Ồ, cô sẽ còn thấy nhiều điều mới lạ nữa. Tôi cũng mong được thấy luôn cả những kiến trúc cổ xưa. Nàng buông màn xuống và quay trở vào. Người hướng đạo nói: điều gì ích lợi thì chúng tôi giữ lại. Thôi, xin chào cô, ngày mai chúng tôi đợi cô đúng 10 giờ tại viện y học. Hắn nắn mấy cái túi của bộ đồng phục bằng vải xanh. Tôi đã ghi địa chỉ vào một miếng giấy. À, nó đây rồi, áo quần tôi có nhiều túi quá. Hắn đưa mảnh giấy có ghi địa chỉ của nàng. Diễm đã đi xe quả để được nhìn rõ phong cảnh và dân chúng.
nàng đã ngỏ ý kiến này bằng tiếng Trung Hoa. Nàng không dùng một sinh ngữ nào khác. Với người hướng đạo trẻ tuổi, bận đồng phục xanh, có khuôn mặt tròn và hớt tóc ngắn, nàng nói: "Tôi đã sống lâu ở nước ngoài, nay về nước tôi thấy có quá nhiều sự thay đổi." "Phải, rất nhiều. Tất cả đều mới lạ. Bọn đế quốc đã bị xua đuổi. Đồng chí ở đâu tại nước ngoài?" "Tôi ở bên Mỹ." Hắn nói ngay: "Ôi, đó là một nước xấu, một dân tộc không tốt." "Đó không phải là quan điểm của tôi. Họ luôn luôn tỏ ra rất tốt với tôi." Người thanh niên lên mặt đàn anh nói: "À, người ta đã cho cô qua một lớp tẩy não. Tại đây cô sẽ nhận biết được sự thật." Diễm ngạc nhiên là không thấy có một người Mỹ nào trên xe quả. Dĩ nhiên người nước ngoài rất hiếm. Một ký giả trẻ tuổi người Pháp, vẻ người hăng hái nhưng lại không biết nói tiếng Trung Hoa, nên cứ luôn luôn làm hiệu với hai bàn tay gầy cuộc nhưng ý nhị. Một doanh nhân người Thụy Điển, dáng người cục mịch, mái tóc hung hung, nói tiếng Hoa hòa rất tốt. Nhưng Diễm để ý nhiều đến các hành khách người Trung Hoa hơn là các người Tây Phương. Một vài thương gia bận quốc phục, dăm bảy thanh niên trong bộ Âu phục đang trò chuyện bằng tiếng Pháp hay tiếng Nga. Một giáo sư đại học có nét nhìn xa xăm sau đôi mục kính, và một thiếu nữ, chắc là những sinh viên đang trên đường tới Đại học Bắc Kinh. Diễm cảm thấy xa lạ đối với họ và hơi bị lôi cuốn vào câu chuyện của họ. Bộ đồ đầm của nàng đã làm một vài cặp mắt chú ý, nên nàng quyết định ăn giận như mọi người. Nhưng phụ nữ đều mặc bộ đồ xanh buồn thảm, chẳng còn kiểu nào khác cả sao. Diễm đành đợi một thời gian nữa trước khi sắm y phục. Bước lên xe quả, nàng rất đổi ngạc nhiên và tấm tắc khen ngợi. Toa xe rất sạch sẽ và thoải mái, với các ghế ngồi có đệm và được quét dọn trên quãng đường giữa hai nhà ga. Đầu mỗi toa xe đều được trang hoàng bằng những chậu cây cảnh xanh tươi. Những cái bàn xếp giữa hai hàng ghế tựa đều sạch như chùi. Qua cửa xe, Diễm ngắm nhìn phong cảnh buổi đầu thu. Đồng ruộng đã được cày bừa để chờ gieo hạt giống lúa mì mùa đông. Ở đây cũng vậy, người ta đã xóa bỏ những mảnh ruộng nhỏ để làm thành những diện tích thẳng cánh cò bay cho dễ trồng trọt. Nhưng liễu vẫn còn rủ xuống như mái nhà lụp xụp trong các xóm làng, và những tấm lưới cá vẫn còn giăng phơi bên các ao hồ đầm phá. Tại các nhà ga, những người hàng xóm vẫn bán các đĩa thức ăn như xưa. Giờ đây trong căn phòng này, Diễm ngồi ôn lại những kỷ niệm của cuộc hành trình và nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa mình sẽ có nơi ăn chốn ở vừa ý. Người ta đã báo cho nàng biết là trước hết trong một vài tuần lễ đầu, nàng phải đến ngủ tại một nơi tạm trú để theo một lớp tái hướng dẫn, ngõ hầu có thể hòa mình với nước Trung Hoa mới. Nay đã khác nhiều so với nước Trung Hoa cũ mà nàng đã biết. Diễm hy vọng rằng trong cái thành phố cổ xưa này, nơi mà những lâu đài cổ kính như có vẻ ngượng ngùng dưới lớp sơn phết sạch sẽ mới toanh, nàng sẽ tìm được một ngôi nhà khả ái, có tường rào chung quanh, bên trong có sân nhỏ lát đá, có hồ nước trồng sen. Ở đây nàng sẽ sống để suy nghiệm về quá khứ, và ở đây nàng sẽ trở về mỗi buổi chiều sau ngày làm việc mệt nhọc tại phòng thí nghiệm. Vì nàng đã đặt một điều kiện duy nhất là có riêng cho nàng một phòng thí nghiệm. Người hướng đạo hỏi: "Đồng chí, tôi để hành lý của đồng chí vào chỗ nào đây?" Nàng quên khuấy đi mất, liền nói: "Cứ bỏ xuống đấy, lát nữa tôi sẽ thu xếp lấy." "Bây giờ không còn như thế nữa." Nói xong hắn rút lui với những bước đi chững chạc và đóng cửa lại đàng hoàng. Sau khi dùng cơm tối tại một phòng ăn lớn trên lầu nhất, ảm đạm nhưng sạch sẽ, Diễm thức rất khuya để xếp dọn hành trang. Đâu đó đã xong xuôi, nàng mới ngồi vào bàn, lấy giấy bút ra viết bức thư cho người bạn đồng sự tại một phòng thí nghiệm bên Mỹ như đã hứa. "Anh Clem, tôi nghĩ rằng không thể có sự dung hòa được. Nhìn qua cửa sổ tôi nhận thấy tại cổ thành Bắc Kinh, quá khứ vẫn còn tồn tại. Trong Tử Cấm Thành, nơi sinh sống của các vua chúa và gia đình họ ngày xưa, bây giờ chẳng có gì thay đổi cả. Tuy vậy người ta đã trùng tu lại hết. Hồi còn nhỏ tôi đã được mẹ dẫn đi coi các nơi này. Cung điện đã đổ nát, cát bụi và lá úa phủ đầy các thềm đá. Các người gác gian cũng không ra gì. Thay vì ngăn cấm du khách gỡ trộm những viên ngói màu vàng trên mái, chúng lại lén lút đem bán mỗi viên một đồng. Tôi còn nhớ mãi chuyện này, nhớ luôn cả một hôm, không những mẹ tôi bất bình từ chối mua ngói mà còn sỉ vả người gác gian bất lương một trận nên thân, làm hắn xanh mặt. Bây giờ không còn ai có thể đánh cắp một viên ngói mà không bị bắt, và tôi tin rằng không ai dám liều lĩnh như vậy. Phải chăng niềm hãnh diện quá khứ sẽ thúc đẩy người ta xây cất phần còn lại của thành phố theo khuôn mẫu của cổ thành?
Theo như tôi nhận thấy, tôi cho rằng nếu các đồng bào của tôi vẫn hãnh diện về quá khứ của họ, cái quá khứ thật oai hùng, thì họ cũng lại hãnh diện về các công trình kiến trúc tối tân họ đã thực hiện. Đó đây, các kiến trúc đồ sộ đang vươn lên, tôi chưa được biết tên. Và điều đáng ngạc nhiên là các kiến trúc này trông không trái nghịch chút nào với các kiến trúc cổ. Tôi nghĩ sở dĩ như vậy là vì các kiến trúc mới có những nét bình dị và đượm vẻ quý phái. Diễm dừng bút, do dự không biết có nên kể chuyện về chuyến viếng thăm ngắn ngủi mẹ mình chăng. Không có một lý do rõ rệt nào ngăn cấm nàng điều này, và nàng cũng chẳng phải tuân theo một chỉ thị mật hoặc công khai nào cả. Ấy thế mà nàng cứ do dự. Nàng chưa quen với nếp sống của đất nước và cảm thấy không được an toàn như xưa nữa. Người ta đang sống trong một thời mới mà các tầng lớp dân chúng mới được nhào nặn bởi cuộc cách mạng đã nổi bật lên trên hết. Nàng cau mày lại và viết tiếp. Mẹ tôi như khơi gợi lại cho tôi cùng một lúc ý niệm về quá khứ và về hiện tại. Đúng ra thì mẹ tôi thuộc về quá khứ, nhưng người lại sống trong hiện tại, chấp nhận tất cả những cái mới với một niềm tin, vì quá khứ xứng đáng với niềm tin đó. Đột nhiên nàng thay đổi đề tài. Vào giờ phút này, chắc anh đang bước vào một ngày mới, một ngày rất khác với ngày của tôi. Tôi tưởng tượng thấy anh đang sử dụng kính hiển vi trong phòng thí nghiệm với cuốn sổ ghi chép dưới tay. Tôi ước ao được cùng anh sang Ấn Độ biết bao, nhất là tới Đại học đường Thánh Francisco ở Bombay. Anh nhớ cho tôi biết tin tức về công cuộc khảo cứu của anh Clem nhé. Tôi rất thích sống ở đây, nhưng đôi khi tôi cảm thấy như là lạc lõng. Nàng gấp lá thư bỏ vào phong bì, tâm hồn dao động. Tại sao nàng không muốn viết cho Clem rõ về mẹ mình? Theo hệ thống trong viện khảo cứu, Clem là bậc đàn anh của nàng, nhưng cũng là một người bạn thân. Từ nay một hàng rào như một làn sương mỏng đã ngăn cách hai người. Trước đây khi nàng còn sống ở Mỹ, làm gì có lớp hàng rào này? Suy nghĩ kỹ, nàng lại cho rằng hàng rào này là một niềm hãnh diện. Hãnh diện mình là người Trung Hoa. Đó là lý do đã ngăn cản nàng không nên kể cho Clem biết rằng sau cuộc viết thăm mẹ, nàng lại cảm thấy lo sợ, chẳng biết tại sao. Diễm thầm nghĩ, khi nào ta bắt tay vào công việc, chắc sự phối hợp kỳ lạ giữa quá khứ và hiện tại sẽ trở nên rõ rệt hơn nhờ ở tác động. Sự cần thiết phải hoạt động hàng ngày sẽ đánh tan mọi nỗi hoang mang. Nàng quyết định đi ngủ, đợi ngày mai sẽ hay. Nàng khoan khoái thấy nước nóng chảy vào bồn, tuy kiểu bồn đã cũ, còn điện thì không được dồi dào lắm. Dẫu sao, trên đất nước cổ xưa đang canh tân này của nàng, cuộc sống của nàng có lẽ sẽ dễ chịu, hay ít ra thì cũng khá tiện nghi, khả dĩ làm tan hết mọi nỗi lo ngại. Chương 6. Lương phu nhân đã thức giấc và cảm thấy bức rất khó chịu. Bà đã quen với cái cảm giác này rồi, nên bà cứ nằm bất động một lúc, cố phân tích cái điều mà bà gọi là trạng thái tâm hồn, vì bà không kiếm được danh từ nào rõ rệt hơn. Nhưng đây không phải là một trạng thái tâm hồn. Bà thấy nó phát xuất từ bên ngoài, hay ít ra đó là trạng thái của tuổi già. Phải chăng thân thể đã lờ mờ cảm thấy cái ngày sẽ chỉ là còn một cái xác bất động? Thật ra, cái tâm trạng đen tối này của bà khó có thể chứng minh, nên lương phu nhân cứ nhắm mắt suy nghĩ về những nguyên do của nỗi lo sợ mông lung của bà. Dần dần do bản tính tự nhiên, bà cũng nhận định được điều đang lẫn quất trong tâm trí. Bà hiểu bà đang nghĩ đến Diễm, ái nữ của bà. Bà quyết định nghĩ đến người con gái có cái tên Trung Hoa mà chính bà đã đặt vào cái ngày mới sinh, khi nó được trao vào tay bà. Người nữ hộ sinh thở dài. Một đứa con gái. Người mẹ đáp ngay. Tôi rất sung sướng, có con gái đầu lòng là một điểm tốt. Bà không hề than trách vì hai đứa con sau cũng là con gái. Bà cũng không hối tiếc là không có con trai. Con gái luôn luôn có thể tránh né được những hiểm nguy của thời đại, còn con trai phải lựa chọn giữa hai đường số mệnh, hoặc là lãnh tụ hoặc là kẻ tù đày. Có lúc bà cũng nghĩ đến người con trai mà bà đã có thể có, nhưng bà cương quyết loại bỏ ngay tức khắc ý nghĩ này. Tốt hơn là nó đừng sinh ra. Bà biết giải thích ra sao về những nỗi lo sợ mơ hồ cho con gái của bà bây giờ. Phải chăng bà đã không biết cách chuẩn bị cho con mình, nhưng chuẩn bị cho nó đón nhận gì đây? Ngay như đối với con gái bà cũng không biết phải giải thích ra sao cuộc sống của bà. Tại sao sự an nhàn bà đang hưởng lại có thể trở nên đặc biệt nguy hiểm? Tại sao sẩy chân một bước, nói lỡ một câu lại có thể xô đẩy bà xuống vực thẳm? Bởi vậy trước mặt Diễm, bà không muốn nói ra cái hoàn cảnh khó nói của mình. Không ngủ lại được nữa, lương phu nhân phải cầu cứu đến giây phút suy gẫm thường ngày. Cuốn kinh dịch được cất giấu trong một cái rương có khóa,
lẫn lộn trong đống áo dài bằng sa tanh thêu là y phục của bà thường bận ngày xưa. Bà Triều mến lấy cuốn sách ra, cũng như bà Brandon, người bạn Mỹ của bà, thường tìm nguồn an ủi trong cuốn thánh kinh của người Thiên Chúa giáo. Lương phu nhân cũng đi tìm nguồn sinh lực trong cuốn sách nay đã bị cấm đoán, một kiệt tác của nhà đại hiền triết Khổng Phu Tử, người đã bị bài bác, hơn nữa bị nhạo báng bởi các cấp lãnh đạo chế độ mới. Tuy vậy, Lương phu nhân vẫn vững tin rằng một ngày kia nhà hiền triết sẽ được phục hồi danh dự, khi mà một thế hệ khôn ngoan sẽ đem lại trật tự cho đất nước. Trong lúc chờ đợi, bà thường tham khảo cuốn kinh dịch mà bà coi như kim chỉ nam cho cuộc sống của mình. Bà nhắm mắt lại, mở đại một trang sách, đặt ngón tay một cách may rủi vào một dòng chữ nào đó, rồi mở mắt đọc. Phía trước và phía sau, vực sâu lại vực sâu. Trường hợp hiểm nguy như thế, hãy dừng chân và chờ đợi, đừng hành động gì, nếu không sẽ té xuống vực thẳm. Đừng hành động gì, câu giải đáp bà tìm kiếm đã hiện ra đó, tại câu bát cú thứ 29, thiên khôn lường. Bà cất sách vào chỗ cũ rồi đi nằm trở lại. Người y sĩ già ngâm nga với giọng Bắc Kinh vừa lịch sự vừa rõ ràng. Wan Chan Chen, đó là tên một trong hai vị thuốc dùng để trị bệnh sốt rét rừng. Người ta lấy rễ cây này sắc thành thuốc. Phương thuốc rất công hiệu này đã được chúng ta khám phá ra từ lâu rồi. Tra cuốn từ điển y học bằng tiếng Anh, Diễm thấy cây này mang tên là Diocora Febrifuin. Nàng đã biết loại này. Ông ta lại ngâm nga. Vị thuốc thứ hai là Mapian Chao. Diễm cũng đã tìm ra ngay tên của nó. Đó là cây mã tiền thảo. Nàng hỏi, người ta cũng dùng vị thuốc này làm thuốc trừ dung phải không ạ? Ông lão ngạc nhiên hỏi vặn lại, sao cô biết? Tôi nghe người ta nói thế. Ngay từ đầu nàng đã hiểu, đối với ông già này, y học Tây Phương chẳng có giá trị gì. Nhưng nàng không muốn mất thì giờ thuyết phục ông ta là không phải thế. Ông ta đưa tay lên gãi mấy sợi râu lơ thơ ở cằm và tiếp, tên bệnh hay thay đổi tùy theo các miền trong nước. Người ta kêu bằng bệnh thương hàn nhập lý, bệnh rung bần bật, bệnh ông già ngủ quỷ hay cơn đau thực sự, hay sốt rét thường nhật, sốt rét cách nhật. Cơn đau thay đổi mỗi ngày, bệnh luôn luôn quay trở lại, cơn ngứa các đầu ngón tay, cơn sốt rét, cơn đau không chống cưỡng được, hoặc hai ngày ba cơn sốt. Diễm thích thú thấy mỗi tên gọi đã gợi ý rất đúng chứng bệnh rắc rối này, với những cơn rét nổi da gà và những cơn sốt cách nhật của nó, những thời kỳ bệnh tạm lui và ngay cả những trường hợp nguy cấp kèm theo bệnh phù thủng. Người y sĩ già giải thích, ai cũng biết bệnh này do những con lương truyền nhiễm. Khi bệnh trở thành thường xuyên tại một địa phương nào thì phải diệt cho hết những con lương tại vùng ấy. Ông ta gãi đầu bằng móng tay dài và đen bẩn của ngón tay đeo nhẫn bên phải, rồi giơ cao lên nhìn. Ông thở dài lẩm bẩm, lại còn những con cháy nữa. Những con lương. Diễm ngạc nhiên về sự chính xác cũng như những sai lầm của những kiến thức y học tại nước mình. Những con lương sinh sống tại các vùng đồng lầy, nơi mũi Anopheles đẻ trứng. Người y sĩ già bỗng trở nên linh hoạt hơn. Ông nghiêng mình về phía trước, giơ ngón tay trỏ bẩn thỉu chỉ lên trước mặt Diễm, căn dặn, đừng tin vào những thuốc nước ngoài để chữa trị bệnh này nha. Dùng quá nhiều thứ bột đắng đó sẽ làm cơn sốt trở nên dữ dội và còn gây thêm một chứng bệnh khác nữa. Một lần nữa Diễm lại ngạc nhiên, lạm dụng thuốc ký ninh sẽ gây nên bệnh đi tiểu ra máu. Đúng thế. Vậy phải làm thế nào để phân định sự sai lầm với sự thật trong sự hiểu biết lẫn lộn của dân chúng? Diễm đang mãi suy nghĩ thì đột nhiên ông già ngáp to lên một tiếng làm nàng giật mình. Hơi thở của ông ta hôi hám đến buồn nôn. Ông ta đứng dậy, vén tà áo dài màu xám lên cho khỏi vướng chân, rồi nói, thôi bữa nay thế là đủ rồi. Phải, thế là hết một ngày. Một ngày đầu tiên Diễm làm việc trong phòng thí nghiệm dành riêng cho nàng tại một bệnh viện lớn và tối tân mà trước kia người Mỹ giàu có đã viện trợ cho nước Trung Hoa. Diễm nhận thấy ngay là y học Tây Phương được áp dụng tại đây. Mọi sự đều ngăn nắp sạch sẽ một cách đáng kể. Áo choàng trắng toát, các y sĩ nội trú, sinh viên, ai nấy đều rất bận rộn với phần việc của mình. Nhưng các thầy lang già người Trung Hoa với chiếc áo dài súng xính thì lại được đối đãi một cách đặc biệt hơn. Người ta dành riêng cho họ một dãy nhà từ khắp nơi trên cả nước.
Người ta đã triệu tập những vị lương y lão thành khôn ngoan này về thủ đô. Kiến thức của họ tuy rộng nhưng vừa nguy hại lại vừa khoa học. Lưu Phong đã nói với Diễm: nhiệm vụ của cô là làm một cuộc tổng hợp giữa hai nền y học đó. Mỗi bên đều có phần sai và phần đúng của nó. Xưa kia chúng ta đã lỗi lầm khi chỉ tin đọc vào nền y học của ta để không chú trọng đến những phương pháp Âu Tây. Lưu Phong là một thanh niên trẻ đẹp và cao to như tất cả những người miền Bắc. Dĩ nhiên là anh ta vẫn đồng phục. Khi nàng tới, anh ta ra đón tiếp và tự giới thiệu: tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Lưu Phong, cũng là y sĩ như cô, đúng ra là giải phẫu gia. Cô sẽ nhận mọi chỉ thị nơi tôi. Nếu cô có những thắc mắc cần hỏi, tôi sẵn sàng giải đáp. Chúng tôi sung sướng thấy cô trở về với đất nước. Trước khi rút lui, anh ta giới thiệu Diễm với một y sĩ già, y sĩ Tiên, một trong những vị rất nổi danh của nền y học Trung Hoa. Sau khi sắp xếp cho có thứ tự những gì đã ghi chép, Diễm đi dạo trong các khu vườn của bệnh viện. Ngoài này cũng trật tự như trong bệnh viện, với những luống hoa bồn cỏ gọn gàng. Không khí lành mạnh buổi cuối thu báo hiệu sắp có tuyết rơi, nên các người làm vườn đã lấy rơm ủ những loại cây mềm yếu. Sương làm đá nhẹ bay trên thành phố. Diễm dừng chân ngắm nhìn đàn cá vàng đang bơi lội tung tăng trong một hồ nước. Chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ lặn chìm vào lớp bùn dưới đáy hồ để sống qua những ngày rét mướt của mùa đông. Nhưng trước giờ phút này, chúng đang dồn sinh lực ra nhào lặn tung hoành một lần chót. Dưới ánh mặt trời mỗi ngày một yếu dần, trông chúng như những ánh bạc lấp lánh. Diễm lấy làm mãn nguyện hết sức. Còn gì đẹp bằng cảnh mùa thu trong cổ thành? Nhất định là không còn điều gì làm nàng phải e ngại nữa. Nàng có công việc phải làm. Y sĩ Tiên giải thích: khoa châm cứu có thể gọi là khoa học về huyết mạch trong con người. Ông rủ người ra ho sù sụ, vội thò tay vào túi lục kiếm, lấy ra một mảnh giấy mỏng, nhổ vào đó gói lại cẩn thận, rồi quẳng xuống gầm bàn. Một lúc sau chợt nhớ đến những chỉ thị, ông vội bò lởm ngởm dưới gầm bàn để lượm gói giấy dơ, rồi đem bỏ vào một xô dành riêng cho việc này. Diễm cố nín cười. Nếu vào thời xưa, cái thời tưởng như là của một đất nước xa xôi nào đó đã đắm chìm trong các bụi của lịch sử, thì không bao giờ có chuyện một học giả già nua lại phải bò lởm ngởm dưới đất để đi lượm một mảnh giấy. Để an ủi ông già, Diễm nói: xưa kia mọi sự đều dễ dãi hơn. Diễm nhắc khéo: chúng ta hãy trở lại với câu chuyện các huyết mạch trong thân thể con người. Chúng ta hãy gọi chúng là những kinh tuyến trong khoa châm cứu. Vì y sĩ Tiên không biết tiếng Anh nên Diễm chỉ dùng tiếng Trung Hoa để thảo luận. Và chỉ sau vài tuần lễ, nàng đã nói lại tiếng mẹ đẻ một cách dễ dàng. Sau bao năm dài hít bụi trong thành phố Bắc Kinh, y sĩ Tiên thở rất khó nhọc. Ông luôn luôn đằng hắn cho trong giọng: ông phải làm nhiệm vụ của mình, phải giảng dạy cho một người đàn bà dốt nát. Trong thâm tâm, ông không tán thành chính sách coi trọng phụ nữ của giới lãnh đạo mới, nhưng không dám phản đối. Người ta đã giảng giải cho ông là phụ nữ phải tham gia vào nỗ lực của toàn dân để xây dựng một nền trật tự mới, và rằng còn biết bao chuyện phải làm, nên một người phụ nữ không thể chỉ làm việc cho riêng một gia đình, như vậy quá phí phạm. Do đó ông đã rất khổ tâm phải tuân theo quy luật chung là phải ăn những bữa cơm nấu tại nhà bếp của công xã. Điều này quả thật là đau khổ cho ông, vì bao tử ông quá kém. Hơn nữa ông lại có thói quen ăn những món nho nhỏ ngon ngon. Tuy vậy ông chẳng dám hé răng. Ông tiếp tục bài giảng: có đến 365 điểm mà những mạch máu chạm vào dưới da. Mạch máu, làn da và những bộ phận trong người đều cùng thuộc một hệ thống, nên đều bị lệ thuộc vào sự tăng giảm của âm dương. Người y sĩ phải biết nhận định các điểm này và biết châm vào những chỗ thích hợp với những cây kim đặc biệt. Thời gian lưu kim lâu mau ra sao cũng là điều quan trọng cần phải biết. Diễm hỏi: thưa y sĩ, châm cứu để làm gì? Ông già nhìn nàng như trách móc: xin cứ thư thả, đâu có đấy. Tôi sẽ giải thích hết cho cô rõ. Châm cứu có mục đích làm gia tăng hay giảm thiểu khí huyết trong con người. Đúng ra thì không phải là khí huyết, đó là một chất mà không hẳn là một chất. Châm kim cũng phải có phương pháp, và không được châm quá nhanh. Trước hết phải bắt mạch người bệnh, xem sắc mặt họ và những dấu hiệu khác. Sau khi đã định được căn bệnh và nhận xét mọi dấu hiệu, hãy yêu cầu người bệnh ho lên và lợi dụng lúc họ không để ý hãy châm kim vào. Kim sẽ giữ được lâu trong 5 phút, 1 khắc, 1 giờ, có khi hơn nữa. Có 9 loại kim khác nhau,
Một hôm khác tôi sẽ cho cô xem và dạy cách sử dụng mỗi loại. Vì nói quá lâu ông ta lại thấy khó thở, Diễm thương hại mở ví lấy ra một lọ thuốc thông khứu nhỏ mà nàng có ý mang theo đề phòng những cơn bão cát ở Bắc Kinh. Nàng đề nghị: "Thưa y sĩ Khả Kính, hãy dùng thử thuốc này xem." Ông già lắc đầu từ chối. Hai nền y học Đông y và Tây y không thể sử dụng lẫn lộn, e rằng thân thể sẽ bị xáo trộn và làm đảo lộn âm dương. Không nên nhắm mắt hòa đồng hai lối sống khác nhau. Nhưng ông lão không còn đủ sức tiếp tục nữa. Ông gấp cuốn sách cũ mềm lại, thở dài: "Không ai có thể cắt nghĩa hết khoa châm cứu trong một ngày được. Đây là công trình nghiên cứu tỉ mỉ và lâu dài về chính sự sống của con người. Nếu sử dụng đúng, nó sẽ chữa bệnh khỏi, bằng sai nó sẽ làm chết người. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục." Ông lão đứng lên định cáo lui thì Diễm chợt nhớ ra rằng từ ít lâu nay nàng thường cảm thấy mơ hồ sai sức. Nàng lễ phép đứng lên vì ông lão là giáo sư của mình. Nàng nói: "Thưa ngài, tôi có một việc xin ngài chỉ dẫn." Đôi mắt mệt mỏi của ông già liền ngước lên. "Thật đáng ngạc nhiên, thời buổi này giới trẻ..." Bỗng ông ta ngừng nói, đưa tay vuốt râu rồi nói tiếp: "May quá, bên cạnh nhà tôi có một ngôi nhà để trống. Người chủ vừa chết tuần trước, gia đình ông ta bỏ nhà đến sống trong một công xã bên ngoài thành phố. Đã từ lâu người vợ cứ muốn dọn nhà đi nơi khác. Bà ta là một người biếng nhác, rất ngán công việc nội trợ. Tôi nghĩ rằng ông ta chết một cách tự nhiên chứ chẳng có bệnh tật gì." Diễm không quyết định ngay, nàng nói: "Thưa cụ, tôi có thể đi theo cụ đến coi ngôi nhà đó được không ạ?" "Thế à, tôi muốn mướn một ngôi nhà nhỏ, chẳng hay ngài có biết đâu có, xin chỉ giùm. Tôi không thích sống tại quán trọ, sống trong nhà riêng tôi thấy thoải mái hơn. Xưa kia tôi rất thích những gia trang nhỏ bé của thành phố Bắc Kinh, tôi không biết kiếm hỏi ở đâu bây giờ." Ông già tỏ vẻ ngạc nhiên ra mặt. Ông suy nghĩ chốc lát trước khi trả lời bằng cách hỏi lại: "Cô muốn mướn loại nhà như thế nào, mới hay cũ?" Diễm vẫn chưa quên vẻ đẹp của những gia trang cổ xưa nép mình bên những con đường nhỏ trong châu thành Bắc Kinh, nên nàng nói ngay: "Dạ, một ngôi nhà cũ có sân nhỏ và vài khóm cây là được rồi." "Hạng nhà này không có nước mái, cũng chẳng có lò sưởi ngoài cái nền khang." "Đối với tôi thiếu những tiện nghi này cũng chẳng sao." Ông già lẩm bẩm. "Được, tôi sẽ dẫn cô đi." Họ đi theo con đường chính, nhưng Diễm đi sau vị giáo sư cô nàng mấy bước vì sợ đi ngang hàng sẽ làm phiền ông lão. Sau khi đi ngang qua cửa cấm thành ngày trước, bây giờ đã được sửa chữa thành một trung tâm du lịch. Họ rẽ vào các con đường nhỏ rồi dừng chân trước cổng gạch màu xám. "Đây là nhà của tôi," ông già nói, giọng nghẹn lại vì chiếc khăn tay bịt mũi và miệng để tránh bụi đường. "Xin mời cô vào. Tôi sẽ gọi nhà tôi ra dẫn cô qua nhà bà hàng xóm. Bà ta thường thông suốt mọi chuyện xảy ra trong xóm này." Diễm theo ông già bước vào sân và chờ ông gọi vợ. Bà lão người nhỏ bé nhưng lanh lợi, ăn vận theo kiểu xưa, áo ngắn và quần vải xanh. Từ trong nhà bếp hấp tấp chạy ra, tay còn dính đầy bột trắng xóa. Bà ta reo lên: "Ồ, ông đã về đấy à. Tôi đang nhồi bột làm món mì, ông sẽ ngạc nhiên." Ông lão vội giơ tay chặn lại: "Xin bà hãy đi rửa tay, đây là cô học trò của tôi. Cô muốn thuê ngôi nhà bên cạnh." Bà lão trợn tròn mắt lắc đầu: "Nhưng nhà có ma." Y sĩ Tim nghiêm giọng rầy la vợ: "Ô hay, sao thời buổi này mà còn nói những chuyện lỗi thời như vậy nhỉ?" Ông lườm vợ một cách dữ dằn rồi bước vào trong nhà. Trong khi bà chùi tay vào tấm khăn quàng quàng ngang người, bà nói: "Giá thuê không cao lắm đâu, vì rằng..." Bà ta hạ thấp giọng: "Dầu sao thì cũng là nhà có ma." Diễm bật cười: "Thưa bà, tôi không sợ ma. Có những con ma rất dữ tợn quỷ quyệt, chúng có thể hiện thành một người đàn bà rất độc ác." Diễm lặp lại: "Tôi chẳng sợ gì hết." Bà Tiên đành nhượng bộ và lắc đầu: "Vậy thì..." Hai ngày sau đó, Diễm rời quán trọ vào buổi chiều. Không đầy một tiếng đồng hồ sau, nàng đã có mặt tại nhà mình. Nếu không với tư cách là chủ sở hữu thì ít ra cũng là người thuê. Nàng dừng chân trước cổng nhà. Trong giây lát,
cổng có hai cánh sơn đỏ có then bằng sắt nung nặng nề. Tại con đường hẻm này, cổng nhà nào cũng giống như cổng nhà nào, thế nhưng Diễm lại thấy khác. Vì đây là tổ ấm của nàng trên đất nước mình, nơi nàng cư ngụ tại thành phố New York gồm hai phòng, đối với nàng chỉ là nơi tạm trú trên đất khách quê người. Trong giây phút dừng chân trước cổng nhà nàng, nàng thấy lòng hân hoan như bất cứ một người Trung Hoa nào khác khi trở về nhà mình. Diễm mở cổng bước vào. Ai đã quét dọn sân sạch sẽ và bày làm cảnh trước cửa nhà một cặp tùng tí hon trồng trong một đôi thống lớn bằng sứ men xanh. Nàng nghĩ, có lẽ bà Tiên đã có nhã ý chúc mừng người mới đến. Hành động này đúng là tập quán ngàn xưa. Nàng bước lên thềm nhà, tiến vào căn phòng chính. Cũng như tất cả các phòng khác, căn phòng này được bày biện theo kiểu Trung Hoa, đồ đạc đã cũ nhưng chắc chắn. Diễm rất lấy làm sung sướng. Ngay vào lúc ấy, vợ chồng người giúp việc đã đứng tuổi đột nhiên hiện ra trước mặt nàng. Người chồng nghiêng mình thưa: "Thưa cô, chúng tôi đến đây để giúp việc cho cô theo lệnh của bà Tiên." Người vợ tiếp giọng khẩn cầu: "Chúng tôi biết làm hết mọi việc trong nhà cô ạ." Diễm nói: "À, Vương lão và Vương má." Nàng xưng hô theo phép lịch sự cổ truyền, nhưng thấy hai ông bà già tỏ vẻ lo sợ, nàng hiểu ngay là mình đã sai lầm trong việc xưng hô, nên nói chữa ngay. Thế là hai vợ chồng nhãn miệng cười. Người vợ nhỏ nhẹ: "Chúng tôi cũng biết phép xưng hô, nhưng bây giờ mọi sự đã thay đổi." Người chồng thêm: "Gió chiều nào nên đổi theo chiều đó." Diễm nói: "Tôi cũng tập uống mình theo chiều gió mới được." "Ấy thế mà cứ quên hoài đây cô ạ." Họ đi vào và một lát sau, Diễm thấy họ bận rộn trong bếp, nào rơm nào ấm, chắc là họ bận pha trà. Nàng ngồi tựa lưng vào tường, bên cái bàn kê đúng vị trí như mọi nhà và ngắm nhìn căn phòng. Phải mua vài bức tranh lụa của Nhật Bản và một cái ghế bành thật êm. Cái ghế bành bằng bố, hiện nàng đang ngồi tuy đẹp nhưng không êm, mà nàng thì đã quá quen với những thoải mái kiểu Mỹ rồi. Không cần treo rèm cửa sổ vì các khung vuông nhỏ đã được căng bằng một thứ giấy rất mỏng. Nàng đang suy nghĩ, chợt có tiếng gõ ngoài cổng. Lão Vương chạy ra rút then mở cổng, và Diễm nhận ra ngay tiếng nói sang sảng của Lưu Phong: "Có ai là nữ y sĩ họ Lương ở đây không?" Lão Vương đáp: "Thưa, cô ấy vừa mới đến đây." Diễm trông thấy anh ta băng qua sân với những bước dài, có Lão Vương theo sau. Nàng bước ra cửa đón khách và nói: "Xin mời vào, ông là người khách đầu tiên của tôi." Lưu Phong lẳng lặng chẳng nói chẳng rằng, cứ bước vào và ngồi xuống trước mặt nàng với giọng cọc lóc. Anh ta hỏi: "Tại sao cô rời quán trọ mà không xin phép?" Diễm trợn tròn mắt: "Thưa ông, dọn nhà mà cũng phải xin phép sao?" "Đúng thế, nếu không thì biết kiếm cô ở đâu. Dù tôi có ngủ ở tại đây chăng nữa thì hàng ngày tôi vẫn tiếp tục công việc tại phòng thí nghiệm. Vậy ông biết có thể kiếm tôi ở đâu mỗi ngày chứ?" "Chúng tôi phải biết cô có mặt ở đâu vào bất cứ lúc nào." "Để làm gì?" Anh ta có vẻ bối rối trước câu hỏi đơn giản này và cau mặt lại. Lần đầu tiên nàng nhận thấy anh ta có đôi mày rất đen và rậm. Anh ta lạnh lùng đáp: "Đó là điều cần thiết." Diễm ngẫm nghĩ rồi vui vẻ chấp nhận câu trả lời này. "Vậy thì tôi ở đây. Ngoài những giờ làm việc tại bệnh viện, đây là nơi tôi có mặt." Đột nhiên Lưu Phong thay đổi nét mặt, đôi mắt đen to như ánh lên một nụ cười. Anh cất tiếng vui vẻ nói: "Bây giờ tôi xin thi hành công tác, chúng ta có thể bắt đầu câu chuyện. Vị y sĩ già đã giảng giải cho cô các nguyên tắc cần thiết cũng như triết lý căn bản của nền y học Trung Hoa chưa?" Diễm lắc đầu: "Ông ấy mới nói về các bệnh tật và phương pháp chữa trị. Ông đang dạy tôi khoa châm cứu." "À, nếu vậy tôi sẽ giảng cho cô nghe về phần triết lý." Diễm đáp một cách đầy thiện chí: "Vậy xin ông vui lòng dạy cho tôi." Đây là câu trả lời đúng theo cổ tục của một người học trò nói với thầy. Nhưng Lưu Phong lại nhìn nàng với đôi mắt ngờ vực. Anh ta vội tránh nét nhìn thẳng thắn và lương thiện của nàng. "Chúng ta không còn dùng đến lối nói khách sáo và lỗi thời đó nữa. Cô sống lâu tại nước ngoài nên không hiểu. Tôi sẽ căn cứ vào lịch sử để nêu lên cho cô hiểu các nguyên tắc căn bản của nền triết lý y học Trung Hoa. Dĩ nhiên cô cũng hiểu rằng, tuy chúng tôi đã loại bỏ những bí ẩn của thời trước, nhưng chúng tôi vẫn chấp nhận những bí ẩn này như thuộc về một trang sử đã lật qua. Những chuyên gia về y học mới như cô và tôi phải hiểu hết quá khứ, dù quá khứ không còn nữa. Lịch sử của chúng ta là lịch sử của một nước đàn anh vĩ đại nhất và cổ xưa nhất nhân loại. Vậy chúng ta hãy đề cập đến công trình cổ điển của Lão Tử, một nhà hiền triết vĩ đại. Đó là một con người tân tiến lạ lùng, vì ngay từ mấy ngàn năm trước ông đã chống lại thuyết trung dung của Khổng Tử,
người sinh đồng thời với ông. Tên tuổi của Khổng Tử đã chết cùng với tác phẩm của ông ta. Chúng tôi đã bài bác ông ấy. Dân tộc ta đã sống trong dòng cương tỏa của những phép tắc cứng ngắc của ông ấy. Trái lại, Lão Tử đã thiết lập những nguyên tắc rất mềm dẻo về đạo. Những nhà trí thức Tây Phương, những kẻ đáng khinh về chủ trương cũng như về cái vỏ văn hóa nông cạn lại dịch đạo là đường, thật là ngốc. Đạo là cái tinh thần thấm nhuần trời đất, luôn cả vũ trụ bao la qua tầm hiểu biết của chúng ta. Đạo còn bao gồm những hư vô cũng như những hiện hữu. Hãy nghe Lão Tử nói về đạo như sau. Lưu Phong ngừng lời, đằng hắn lấy giọng, vuốt mái tóc ngắn và cứng ra sau, hai tay đặt lên đầu gối, rồi ngước mặt lên, mắt lim dim. Theo cung cách các nhà học giả, anh bắt đầu ngâm bài thơ cổ của Đạo Đức Kinh. Âm thầm cô quạnh xa xăm, nó không thay đổi và không phản bội, nhưng nó thấm nhuần tất cả. Tên nó tôi chẳng biết, người ta gọi nó là đạo. Đạo là tiến ra phía ngoài. Ra phía ngoài, xa ra phía ngoài, xa ra phía ngoài và lại trở về. Lưu Phong mở mắt ra và đăm đăm nhìn Diễm như ngụ ý hỏi. Nàng khẽ nói, hay thật nhưng tôi không hiểu. Cô không thể nào hiểu được, vì bài thơ này bao gồm mọi sự vật, thời gian và không gian vô tận. Thế nhưng mỗi vật tồn tại riêng biệt, trong vô cùng, ngay tại trung tâm của sự hòa đồng tuyệt đối. Nhưng hòa đồng là gì? Nó nằm trong tương quan. Nhưng tương quan là gì? Đó là những liên hệ giữa ngũ hành. Ngũ hành là gì? Là kim mộc thủy hỏa thổ, chúng tương sinh tương khắc. Lưu Phong ngừng lại nhìn Diễm với đôi mắt thăm dò. Nàng liền hỏi, xin ông vui lòng giảng giải cho tôi hiểu. Anh ta lại tiếp tục, về tương sinh mộc sinh quả. Quả dưới hình thức tro sinh thổ. Trong thổ người ta thấy kim, kim nấu lên sinh thủy, thủy sinh mộc tức cây cối. Hút thủy thổ có thể chặn được thủy, thủy dập tắt quả, quả quỷ diệt kim. Nhưng kim dưới hình thức một dụng cụ lại gọt đẽo được mộc. Đó là những tương quan. Nó tiến ra phía ngoài, xa xa phía ngoài rồi lại trở về. Trong chu kỳ của sự sinh khắc này, đời sống con người phải được cân bằng giữa sự tiến thoái và hòa nhịp với vạn vật. Đó là triết lý căn bản về vũ trụ, dùng làm nền tảng cho nền y học Trung Hoa. Diễm khẽ nói, quả thật là khó khăn nếu phải dựa vào nguyên lý này để chẩn bệnh và cho toa. À, lại còn phải quan tâm đến năm hành tinh và ảnh hưởng của mỗi hành tinh nữa. Lưu Phong vừa nói vừa giơ bàn tay lên để kể theo từng ngón. Diễm nhận thấy anh ta có bàn tay thật đẹp và thanh lịch. Mộc tinh tượng trưng cho lòng nhân ái và sự dịu hiền, quả tinh cho óc phiêu lưu và trí tưởng tượng, thủy tinh cho trí thông minh, sự liều lĩnh, sự thối lui, thổ tinh cho vẻ duyên dáng và sức mạnh, kim tinh cho thú cảm xúc, tính hiếu chiến và uy quyền. Diễm nhận xét, hay thật. Về vấn đề các hành tinh, Tây Phương cũng có một vài kiến thức tương tự, nhưng không có tính cách trái nghịch, tỉ như thú cảm xúc về chiến tranh. Lưu Phong cãi, đó không phải là điều trái nghịch. Tình yêu đưa đến chiến tranh. Có cuộc chiến tranh nào tàn khốc cho bằng cuộc chiến tranh giữa hai người bạn cũ khi tình yêu không còn nữa? Cô hãy coi các người Mỹ và chúng ta. Diễm cười và Lưu Phong cũng nở một nụ cười đắc thắng. Người ta cũng ghi nhận thêm là còn nhiều mối tương quan khác nữa, như mối tương quan về sự xúc cảm và về phép xử thế, về màu sắc và về thời tiết. Trong thân thể người ta có những mối tương quan giữa ruột gan, tế bào, khí huyết và các cửa khẩu. Cũng đừng quên rằng còn có những mối quan hệ về thời gian, về bốn mùa và về phương hướng. Muốn sống khỏe mạnh cho đến già, người ta phải sống trong sự hòa điệu với mọi chu kỳ đổi thay của vũ trụ. Mụ Vương bước vào phòng, tay bưng một bình trà và hai cái tách. Mụ hướng về phía Lưu Phong nói, xin mời dùng trà. Hết tập 4.